Chào Trung. Chào chào anh. À, không biết là bây giờ cảm xúc như thế nào khi mà được đứng cạnh người đẹp Tuyết Xuân? Dạ, thật sự là em cảm thấy rất là hồi hộp. Hồi hộp ha, rung ha. Dạ. À, lúc đi học có bao giờ đứng cạnh mấy bạn gái xinh xinh vậy chưa? Dạ có rồi, nhưng mà em không có ấn tượng mạnh với như như hôm nay đúng không? Vâng ạ. Hồi hôm nay một nguồn năng lượng rất lớn đứng bên cạnh. Giờ nghe, bên góc bên kia người ta đặt tên là anh Trung rồi. Thì sao? Kêu em Xuân cái coi. Kêu em Xuân. Trời đất ơi, ông mẹ lẻ tôi muốn chịu. Bây giờ chúng tôi sẽ dành tặng cho hai bạn 3 triệu đồng vào tài khoản. 3 thử thách, với mỗi thử thách sẽ là 1 triệu đồng. Nếu như các bạn đưa ra những phần lựa chọn đáp án trùng khớp và giống nhau thì 1 triệu được bảo toàn, khác nhau thì bị mất đi 1 triệu. Sẵn sàng chưa? Dạ. Ngôi sao tình yêu. Nào, Thành Trung, tự tin lên. Và hy vọng là Tuyết Xuân cũng cố gắng làm sao hỗ trợ anh ấy nhé. Bây giờ sẽ là nội dung của thử thách đầu tiên. Món ăn hai bạn thích ăn cùng người yêu là gì? À, cả hai cùng thích nha. Dạ. Món ăn nào đây? A. A. Một cây kem. Đỏ hai người một cây kem. Nó đúc một khấu vậy không lẽ bẻ. Ăn cùng một lúc nha. Wow. Ăn cùng lúc nha. Mời em. Mời mời cái gì? Một lúc. Một lúc. Ừ, ừ, sáp vô, ừ. Cắn cùng lúc nè. Ừ, ai. Nghe nghe nghe. Ngon nè. Hơi tê ha. Nè, ăn ăn cùng lúc nữa nè. Cảm ơn các bạn. Không biết là món tiếp theo là món gì đây? B. Một sợi mi. Wow. Hai nhân vật, à, một bên một đầu sợi mi, bên còn lại cũng là một đầu sợi mi của một sợi. Đến khi nào hết thì thôi. Làm sao mà khoảng cách của sợi mi nó ngắn nhất có thể? Đầu nha. Đúng rồi, đó. Vậy gì? Chưa gì bả mà rung giật hả? Rung bạc 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 bạc. Sợi dây điện nó truyền điện anh ơi. Sợi mì nó truyền điện. Nâng đỡ cái gì để im đó. Rồi đưa nha. Nó dần vào. Nè nè, đứt là làm lại nha. Đưa vô. Đúng rồi. Dùng cái môi ăn từ từ. Bạn Xuân, bạn không di chuyển luôn. Bạn cắn cái là sao? Không ai nuốt lẻ hết trơn. Tôi thấy rõ ràng cô giật ra. Ừ, đúng rồi, không có giật ra. Bây giờ tôi cho cơ hội làm lại một lần. Làm lợi. Thôi là giết bạn kiếm điểm cho tôi. Giận hết sức. Làm mất giây phút lãng mạn. Cộng cơ chiến. Hội cuối cho hai bạn nha. Đừng có giật ra nha, chưa? Sát vô. Mọi người cắt miếng nữa coi. Giật ra nha. Sát vô. Mọi người cắt miếng nữa coi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Ờ, à, tôi chăm trước. Chăm trước thì nói chung là khoảng cách nó rất ngắn rồi. Ngắn nhất có thể rồi. Và bây giờ sẽ là món ăn C. Món thứ ba. Một thanh sô-cô-la. Đây nè, đó, ừ. Sát vô, cắn, nhai. Ông ơi. Trời ơi, hình như tôi thấy là có cái gì nó chạm cái gì rồi đó. Ôi trời, kinh ngờ. Trung, anh nói thiệt chứ đã bao giờ mình kiss môi cô nào chưa? Dạ,
Em chưa. Chưa. Rồi xong luôn. Xuân, em phải chịu trách nhiệm với cuộc tình này. Lần đầu đấy. Cướp đi lần đầu tiên của bạn ấy rồi. Ngôi sao tình yêu. Vừa rồi chúng ta đã thử trải nghiệm cái cảm giác được ăn cùng một lúc với người mình yêu như thế nào. Đã có đôi phút rất là ngại ngùng, hãy nhớ lại những cảm xúc đầu tiên đó. Đặc biệt là, ôi nụ hôn đầu đời đã bay mất tiêu rồi. Xin mời hai bạn đứng xoay lưng lại. Hãy cảm nhận là đối phương cảm thấy thích, hào hứng, vui, rần rần ở món ăn nào, cái cách ăn nào. Ngôi sao tình yêu, hãy công bố kết quả. Hai bạn đã đưa ra phần lựa chọn giống nhau. Cả hai cùng chọn A là một cây kem. Xuân thích ăn kem em? Dạ em thích ăn kem. Còn Trung, tại sao em chọn A? Tại vì thật ra thì em cũng không thích ăn kem lắm. Nhưng mà em mới được trải nghiệm một cảm giác rất là thú vị. Mới lạ. Và chúc mừng các bạn, như vậy là 1 triệu đầu tiên đã được bảo toàn. Ngay sau đây sẽ là nội dung thử thách thứ hai. Cách được tặng một đóa hoa hồng mà bạn nữ thích nhất là gì? Chà, hoa hồng nha, tình yêu tình đương đàng hoàng nha. Không biết là cách nào đây. À, nói em xinh như đóa hoa này. Ôi dồi ôi, baby à. Em tròn tròn, mũm mĩm thơm thơm giống như đóa hoa hồng em đang cầm trên tay nè cưng ơi. Tặng em nha. Cảm ơn. Đó. Chào em. Em đợi anh lâu chưa? Lâu muốn chết luôn á. Xin lỗi em. Thì anh có một món quà để bù đắp lại lỗi lầm của anh. Sao tự nhiên nay tặng hoa cho em vậy? Thì mình thích thì mình tặng thôi. Em biết không, thật lòng anh cảm thấy em xinh như đó này. Sao tự nhiên nay dẻo miệng quá vậy? Ôm cha chưa xiết cổ. Ta ôm nhẹ nhàng như này nè. Lại. Rất là tốt. Và bây giờ sẽ là phương án B. Chê đóa hoa rất xấu khi đặt cạnh em. Cục cưng à, ngày hôm nay anh có đóa hoa này muốn tặng em. Nhưng mà ôi, anh cảm thấy hối hận quá à. Sao vậy anh? Anh cảm thấy đóa hoa này nó không xứng đáng được đứng cạnh em. Nó quá xấu đi. Em là nét đẹp hoa vườn nguyệt thẹn mà. Đúng rồi, em là nữ hoàng của một vườn hoa. Chào em. Em đợi... anh thấy muộn quá vậy? Anh xin lỗi. Nhưng mà anh có một món quà bù đắp cho em. Hoa đẹp quá à. Thật ra thì anh cảm thấy đóa hoa này nó rất là xấu khi nở cạnh em đấy. Xạo quá à. Trời ơi, sợ hoa đau hay gì? Hoa này làm sao mà đứng xứng đáng đứng cạnh em. Đúng. Lại đi. Ờ, hiểu không? Mạnh dạn lắm cưng. Hoa đẹp, em thích lắm. Thật ra anh cảm thấy đóa hoa này rất là xấu khi nó ở cạnh em đó. Ok, ngay sau đây sẽ là phương án C nha. Không biết là cấp độ đến như thế nào đây. C. Tặng hoa hồng vàng, sau đó tặng hoa hồng đỏ. Chà, thường người ta nói hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ là hai màu sắc thể hiện ra hai ý nghĩa của tình yêu luôn đó. Dạ. Hoa hồng đỏ thì đương nhiên là I love you baby. Dạ đúng rồi, còn hoa hồng vàng làm tượng trưng cho một sự phản bội. Và đương nhiên là những cô gái không có thích hoa hồng vàng chút xíu nào cả. Bởi vậy, tặng hoa hồng vàng để đả kích tinh thần. Nhưng sau đó sẽ lấy lại tinh thần cho cô ấy bằng cảm xúc. Đó. Nãy giờ anh giỡn hả? Hiểu chưa? Dạ. Em nhắm mắt lại đi. Anh có bất ngờ dành cho em này. Cái gì vậy? Đen 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 tàn.
tặng em á hả? Ừ. Anh tặng em phải không? Đúng rồi. Anh nghĩ sao vậy? Anh đi tặng hoa cho em mà tặng hoa hồng vàng. Anh có biết màu vàng là màu phản bội không? Bây giờ ý anh nói là anh phản bội em hay là em phản bội anh? Em không nhận. Em không nhận. Oh. Wow. Được á. Wow. Thật ra anh chỉ đùa chứ thôi. Anh yêu em mà. Có màu đỏ đâu ra vậy? Nhét bụng nãy giờ. Máu nó thấm vô là đỏ đó em. Chai đâm đổ máu luôn. Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Anh cảm ơn nha. Ôi, hình như là ghiền rồi đấy. Đó, đến đó, lần thứ ba là ghiền. Quen, úi dồi ôi. Thấy chưa, lần đầu làm chuyện ấy cũng suôn sẻ thôi mà. Nào, đứng quay lưng lại để chọn đáp án đi. Cách được tặng hoa hồng mà bạn nữ thích nhất. A thì có vẻ xu hướng là mật ngọt, chết rùi. B thì có vẻ là hơi hơi cá tính ha. Dạ. Mạnh mẽ. Còn C thì có vẻ bất ngờ à, lật mặt, lật cảm. Dạ. Xúc, twist lắm. Đâu mới là cảm xúc mà bạn Xuân thích. Và kết quả là là giống nhau. Trời ơi, cũng tư luôn. Cô này có cái gu gọi là thích là người ta thích mạnh, mạnh bạo vậy đó em. À, tại vì em thích được người khác khen xinh hơn mọi thứ. À, xinh hơn. Nhất là người mình yêu nữa chứ. Dạ, còn sao mà Trung chọn hay vậy? Trúng với ý người đẹp luôn. Tại vì em cảm thấy đó là sự thật. Em cảm thấy tại bạn vì rất là khi xinh. Nãy cái cảm xúc của em, bạn đó chắc nhìn ra được. À vậy hả, hay vậy ta. Tôi thì không nhìn ra được. Hay quá Trung ơi. Như vậy là hai bạn đã giúp nhau giữ thêm 1 triệu đồng nữa trong tài khoản. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ sẽ là nội dung thử thách thứ ba. Bạn nam thích hôn lên đâu trên khuôn mặt của người yêu? Là đâu đây? A. Mắt. Là bạn Trung sẽ được có cơ hội chạm môi mình vào đôi mắt của bạn Xuân. Em đang yêu lắm. Em biết mà. Đặc biệt là anh thích đôi mắt của em. Tại sao? Mắt của em rất đẹp. Trời ơi. Thôi bây giờ giật mà tê luôn kìa. Xuân tê tê luôn. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là B. Ở má. Mà anh chỉ thích mắt thôi hả? Ngoài ra anh còn thích đôi má của em nữa. Trời ơi. Bây giờ chúng ta đến với vị trí C. Mùi. Anh nhận gì nhìn hoài vậy? Tại sao mũi của em đẹp thế nhỉ? Em có sợ không vậy? Vô duyên. Mũi thiệt của người ta đó. Anh thấy nó rất đẹp. Dạ, yeah, ok. Rất là tình cảm. Ngôi sao tình yêu. Vừa rồi chính là những cảm xúc rất là chân thật. Và lần đầu tiên các bạn làm chuyện đó luôn đó ha. Thì bây giờ đứng quay lưng lại và lựa chọn đáp án cho riêng mình. Mời ngôi sao tình yêu hãy hiển thị kết quả ở thử thách cuối cùng này. Hai bạn có trả lời giống nhau hay không? Chính xác, giống nhau luôn. Wow. Oh my god.
Không có tin được. Trời đất ơi, thấy người ta chưa? Hiền hiền khờ khờ vậy mà trả lời chính xác bạc 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 luôn. Hay quá hay quá. Sao hay vậy Trung? Thì em đoán theo cảm xúc của em. À, dựa vào cảm xúc thôi. Và rõ ràng là Xuân thích hôn má hơn đúng không? Em không ngờ luôn á là bạn nói chung ý với em luôn á. Tại vì em cảm nhận như em với bạn không có chung tần số. Mà em không tin được là trùng hợp đến mức mà đúng cả ba đáp án. À, rồi, như vậy là 1 triệu nữa lại tiếp tục bảo toàn 3 triệu trọn vẹn nằm gọn trong tài khoản luôn. Chúc mừng cả hai. Nhưng việc sở hữu đó hay không là tùy thuộc vào quyết định cuối cùng ngày hôm nay của cả hai. Trước khi quyết định thì hãy lắng nghe lời tư vấn của tất cả mọi người. Tỷ lệ phần trăm lời tư vấn của mọi người dành cho hai bạn đó chính là 70% khán giả ủng hộ các bạn. Và bây giờ nói chung đó là ý kiến của hàng xóm láng giềng thôi. Quan trọng là cái mà mình cảm nhận được và mình muốn quyết định như thế nào. Hai bạn xoay lưng với nhau đi ạ. Khán giả cảm thấy là hai bạn rất là hợp nè. Thí dụ như là bạn Xuân là một bạn rất là cởi mở, dễ dàng dìu dắt bạn Trung. Bạn Trung thì giống như là một tờ giấy trắng vậy đó. Thì đó, từng bước sẽ dìu dắt hết cái giai đoạn nhút nhát này. Mà quan trọng là hiểu ý của bạn Xuân. Đã 3 lần thử thách khó nữa chứ bộ, mà vẫn đoán được. Câu trả lời đã được gửi đi. Và bây giờ, ngôi sao tình yêu sẽ hiển thị kết quả cuối cùng. Các bạn có đến với nhau hay không? Hẹn hò và tìm hiểu với nhau sau khi kết thúc chương trình này hay không? Xin mời. Chị ơi, hãy để em được yêu chị. Trời ơi. Em chỉ mất vài giây để nói yêu chị, nhưng mà em sẽ mất cả cuộc đời để em chứng minh điều đó. Anh Trung, nãy giờ cứ khẳng định mình là em hoài đi. Đó, bởi vì bây giờ người ta phải mở cửa ra, người ta mình mặc anh trước. Đó. Xóa bỏ cái khoảng cách chị em ghê đi. Ghê chưa? Đó, người ta bật đèn xanh rồi đó, thấy không? Quyết định của hai bạn là kết quả là 2 nhìn mới thường sơ sơ thôi nha, tưởng như không hợp. Dạ. Nhưng hóa ra trải qua các thử thách, cả hai đều có sự tâm đầu ý hợp. Chúc mừng cả hai. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.